Chào mọi người, lại là Diệu đây. Chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube của Xe Máy Hành Tâm. Và ngày hôm nay ha, rất là nhiều quý khách hàng nam á yêu cầu Diệu làm một video báo giá về các dòng Exciter bên cửa hàng ha. Thì ngày hôm nay Diệu sẽ làm một cái video báo giá về các dòng Exciter bên phía cửa hàng 3 nha. Là một chiếc S155 ha, chiếc này là màu trắng đỏ đen nha. Chiếc này thì cũng báo giá cho mọi người nhiều lần rồi. Con này á, là S155 đời 2021. Chiếc này khóa cơ nha mọi người. Thì hiện tại bên cửa hàng đang có giá là 43 triệu đồng. Thì những mẫu xe này á, mình lên hồ sơ thì cửa hàng sẽ lên tối đa cho mình là 40 triệu, còn lại mình trả trước nha. Chiếc tiếp theo báo giá cho mọi người á, cũng là một em màu trắng đỏ đen, nhưng mà em này á, là khóa Smart K đời 2021, giá là 44 triệu 500. Và đây là một mẫu xe màu xanh Ghibli nha, S155 đời 2021, giá bên cửa hàng là 44 triệu 500. Thì ở những mẫu xe này á, thì bên cửa hàng sẽ bảo hành cho mình á, là động cơ 6 tháng nè, ắc quy 3 tháng nè. Xe này á, thì cửa hàng đã thay nhớt hết rồi. Mình chạy tầm 1.000 cây, cửa hàng tặng thêm một lần thay nhớt nữa cho mình. Mẫu tiếp theo là gì sẽ báo giá cho mọi người một em S150 phân khối. Chiếc này là màu bạc xanh nha, đời 2019. Thì hiện tại bên cửa hàng giá là 37 triệu đồng. Thì ở những mẫu S150 á, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ tối đa là 30 triệu nha. Mình có thể lên hồ sơ hơn cũng được. Hồ sơ 30 triệu thì chỉ cần là căn cước công dân thôi, đã lên hồ sơ được rồi. Còn những cái hồ sơ mà trên 30 triệu thì cần căn cước, hóa đơn điện hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế doanh nghiệp làm lên hồ sơ nha. Chiếc tiếp theo chiếc này là S150 đời 2019 nha. Bên cửa hàng đang có giá là 38 triệu đồng. Và chiếc tiếp đây, con này thì màu khá là nổi luôn, em Bích Kinh nha, đời 2021, giá là 40 triệu. Chiếc này để chịu báo giá Udo cho mọi người luôn nha. Con này là Udo là 3.640 km. Chiếc này thì khi xe bên cửa hàng thì mọi người có thể yên tâm là máy móc là bao zin 100%, xe bao không đâm đụng ngập nước nha. Đây, tiếp theo là một em S150 đời 2021 ha. Em này màu ghiêu nha mọi người. Chiếc này thì hiện tại á, là Yamaha đã nghỉ sản xuất rồi. Thì cái màu này á, mọi người thích màu này á, có thể liên hệ với cửa hàng Hành Tâm. Thì chiếc này là S150 đời 2021, giá bên cửa hàng là 39 triệu đồng. Thì chiếc này để báo đo mọi người luôn nha, 8.021 km. Quý khách hàng á, có thích mẫu xe nào hoặc là mình có cần tư vấn hay là báo giá dòng xe nào á, thì có thể là để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình, sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho mọi người.